Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ review cái đường từ Hòa Bình về Đà Bắc mình nha. Nào mình cũng đi thôi, let's go. Nào đi nhá. Đây là đường từ Hòa Bình về thị trấn Đà Bắc. Đường hơi khó đi các bạn ạ. Quá khó đi luôn. Đường rất là khó đi, rất là nhiều đá. Toàn nổ voi ổ chó thôi. Trời đang mưa, lâm râm. Đi đường này trời mưa rất là khổ. Trời nắng thì nó bụi không thấy gì luôn, nhưng mà nó giải mạt này là còn đỡ, nên là mưa nó không bị lầy. Nhưng mà mỗi tội là nhiều ổ gà ổ voi thôi. Con ổ gà thôi đi sốc lắm, sốc cảm giác muốn đẩy ra khỏi xe luôn. Đường này về bắt khổ thật, không có gì khổ bằng cái đường này. Trời ơi, nắng mưa các bạn ạ. Bạn xem kênh của mình nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm nhiều video hay hơn nhá. Bên này thì là nhựa, bên kia thì giải mặt to voi, còn nhiều xe ô tô đi này, nè tông chết, rất là nguy hiểm luôn. Đoạn này thì rất là đẹp luôn, nhưng mà đoạn trước mình đi thì rất nhiều ổ gà và ổ voi. Nhưng đoạn này thì còn đẹp đẹp tí, nó dài nhựa rồi. Đường từ Hòa Bình về huyện Đà Bắc nhá. Có bác nào quê Đà Bắc không? Nhưng mà quê Đà Bắc thì để lại bình luận bên dưới nhá, để mình làm video về Đà Bắc với Hòa Bình quê mình nhá. Đấy, đoạn đường này thì lại xấu. Đoạn này thì bị sạt lở rồi. Đó. Này nó mưa bão, mùa mưa bão là rất là nguy hiểm luôn. Đất đá sạt lở trên xuống là người dân đi vào đây là lăn từ trên xuống là thôi. Coi như ra đi luôn ạ. Bên này đây là suối. Wow, suối này các bạn. Đường rất là trơn trượt luôn. Đó, đất đá này nó lăn thôi thôi. Suối này, một bên là suối,
một bên là đồi, đồi đất, đồi đá. Chỗ này thì toàn ổ voi luôn, khá là nguy hiểm. Vũng nước to đùng này mà có cái hồ, hồ voi thì tắc tích nó thụt luôn. May mình về đến đây là trời nó còn tạnh tạnh một tí ấy. Mưa nhưng mà mưa chỉ là lác đác thôi. Ở bên này suối này quá này, đó, suối này. Đó, cái đường này rất là khó đi. Đó, toàn đá và đá thôi, quá nguy hiểm. Đó, các bác nào muốn là muốn tay lái cứng á thì cứ lên chỗ này mà tập lái là sẽ cứng ngay, không cứng là không được. Đoạn này thì lại đẹp, cứ được đoạn đẹp là đoạn xấu, một đoạn xấu là loại một đoạn đẹp, một cười không các bác. Làm thì không làm hết luôn đi cho dễ, mà cứ làm một đoạn nó lại bỏ một đoạn, làm một đoạn lại bỏ một đoạn. Mình là toàn đồi và núi thôi, còn cây và cối rồi, núi đá rồi. Đây đá đây, núi đá đây. Đó, một bên là núi đá. Đó, một bên là đồi và suối, phong cảnh rất là hữu tình. Mưa đẹp luôn, cùi hàng cây đẹp chưa? Đó, thẳng tắp luôn. Đó, đến loại đến đoạn đường xấu rồi các bạn này. Đường này thì nó khá là chắc, vừa mưa xói mòn xong rồi tạo thành rãnh luôn rồi. Đó, các bác thấy đường quê mình có khổ không? Các bác nào ở Đà Bắc thì giơ tay nhá, mình để bình luận với cái dưới nhá. Hay là muốn mình quay những video ở đâu thì comment nhá. Đó, đường này rất là xấu luôn. Này biết có thủ phú sao lại ướt dày, ôi mày quá, lội qua được rồi, khá là sâu luôn, ngập nửa bánh xe, ghê thật. Chỗ này thì sạt lở kinh quá các bạn này, đấy sạt lở ghê con này, đó, toàn đá là đá thôi, cái này đi đêm mà mưa là sợ lắm các bạn, sợ lăn đá từ trên đồi xuống mà, đấy đây này, chỗ này thì lại xấu, lên trên này thì lại là đường nhựa. Rất là buồn cười, một nửa làm một nửa không làm,
sao người ta có thể làm như thế nhỉ, xong làm một đoạn đường thẳng luôn từ Hòa Bình vào cho đường nó dễ đi, mà một đoạn làm một đoạn không làm, rất là buồn cười luôn. Đà Bắc rồi các bác ơi, các bác nào ở Đà Bắc không? Nếu mà các bác mình quay video đâu là về quê mình ấy thì comment để bên dưới nhá, để mình xem nhá, mình xem các bác. Đó, bên là từng mùa học rồi, đường sóc quá nên là nó bị đơ đồ ngất đồ. Đó, sống lại rồi, sóc là rơi phát luôn các bạn, quá ghê. Đoạn này thì nó lại đẹp, hôm nay là gọi là xóm cha này các bác này, xong cha rồi, hay còn gọi là dốc cha đấy. Ngày xưa mình gọi là dốc cha.
quê. Video của em. Ừ, cảm ơn các bác này. Thôi em dừng video ở đây đây. Tạm biệt các bác.